Xin chào các bác. Trong buổi chiều ngày hôm nay, em xin gửi đến các bác một bộ dàn chung của hãng Panasonic. Thì bộ này là loa với dàn là không đồng bộ nha các bác. Bộ này thớt dàn là Panasonic SA AK20. Loa là loa SB VC450. Thì loa này loa 3 quay nha. Loa 3 quay bass tầm 12 ha. Là 3 quay bass 12, một chung, một kép và một bass. Thì bộ này hàng bãi nội địa Nhật, sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ là 66W, sản xuất tại Singapore. Thớt dàn này là Singapore ha. Còn cặp loa thì loa 3 quay bass 12, sản xuất tại Malaysia. Loa đánh dùng rất lực nha các bác. Em đang mở nhạc từ máy tính ha. Cổng cộng AUX, các bác thấy trên màn hình nó hiển thị cổng AUX ha. Rồi, loa thì công suất của loa là 100W một cái, cả bộ là cả cặp là 200W nha. Trợ kháng tầm trợ kháng là 6 ohm, cao 30 dàn thì cả bộ dàn cao là 35 cm ha. Chiều ngang cả bộ dàn là 73 cm và chiều sâu là 30 cm, nặng tầm từ 12 đến tầm 14 kg á. Em cũng không cân nên, nhưng mà em bưng em cũng đoán vậy ha. Bộ này thì nó chơi một lần bỏ một lần 5 đĩa CD ha các bác ha. Các bác thấy thể hiện cái chữ 5 CD ha. Em lấy nét tí ha. Rồi, bộ này thì nó chơi nhạc được CD đọc tốt ha, không kén đĩa, AUX kết nối điện thoại máy tính tất cả tốt luôn ha. Rồi nó xuất âm thanh ra cổng quang và một cái cổng analog nữa, analog tín hiệu analog dắt bông sen các bác ha. Xuất âm thanh ra thêm một cái cổng đó để cho chúng ta kết nối qua một cái dàn âm ly công suất lớn hơn. Ví dụ chúng ta muốn nghe những cái khoảng không gian kích thước nó rộng hơn á, chúng ta kết nối qua cái dàn âm thanh lớn thì chúng ta sẽ mở những cái dàn loa như bass tầm 30 loa lớn trở lên thì là nghe nó phê hơn ha. Radio, bộ này thì tần số radio AM FM ở tần số 108 MHz, nó bắt được tất cả các đài Việt Nam, full tần số Việt Nam nha các bác. Nó có 6 chế độ equalizer như hồi nãy em chỉnh cho các bác xem ha. Ví dụ như chế độ high, flat, rồi heavy, clear, sạch sẽ ha, rồi soft, mềm mại, disco, light ha. Em đang mở chế độ light, màn hình hiển thị sáng sủa đẹp ha. Thì em đang mở nhé, cổng AUX, em chuyển qua nhạc disco nghe thử sao ha. We'll be right back.
đây là model của loa Panasonic VC450, công suất đầu vào 100W, cả cặp là 200W nha các bác. Số seri của loa là 3112, 4 số đuôi thôi nha. Loa góc cạnh đẹp các bác ha. Bên này cũng vậy ha. 03112. Loa đẹp góc cạnh nha. Đây là thước vàng Panasonic SAAK20. Sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ 66W ha. Số seri có số đuôi là 43878. Đây là cổng anten FM ha. Đây là cổng đầu vào line-in AUX ha. Đây là cổng xuất âm thanh ra tín hiệu analog. Đây là cổng quang ha. Các bạn nhìn vào có màu đen màu đỏ ha, xuất âm thanh quang nha. Rồi, đây dưới này là tín hiệu hai câu ra loa ha. Rồi, em quay mặt trước nha. Vâng, nãy giờ là em test bằng đường AUX ha. Bây giờ em chuyển qua chế độ nghe đĩa CD ha. Rồi, em play luôn nha. Đĩa này thì em hay test thường xuyên ha. Các bác nghe cái điệu hòa tấu đàn tranh của em. Tiếp theo em test thêm một cái đĩa khác nữa ha. Đĩa này đi. Cho nó hát luôn ha. Thank you.
bàng hoàng lạc gió mây miền, chung chung ngoài khơi nước lên gió. Vâng, như vậy là CD hát tốt các bác ha. Em chuyển qua phần cuối cùng là phần tune ha, phần radio. Có hồ sơ là công trình trang trại hoặc dự án nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, thực tế hoạt động sản xuất chỉ là ảo, làm điện mới là thực. Đặt vô nó mà ví dụ như thấy cái trang trại nóng, cái trang trại nhiệt liệu đã chắc chắn là toàn bộ đó là địa máy hết. Nó teo vô thì kiểm tra thì nó thực hiện cũng có tầm đinh lăng đối phó thôi. Vô kiểm tra thì một cái dãy nhà là nó chỉ có được có 3 cái hàng nóng. Tần số tầm trên 90 thì là nó đã bắt full đài Việt Nam rồi ha. Có những bộ dàn tần số chỉ có dò đài radio FM á, tần số nó chạy tới 90 MHz thôi, nó quay đầu về thôi thì nó không bắt được các đài Việt Nam. Các bác cứ để ý con nào, bộ nào mà nó chạy trên 90 là nó bắt được tất cả các đài Việt Nam mình ha. Đồng trên 1 kW cao hơn hẳn các dự án điện mặt trời khác. Tuy nhiên, theo văn bản số 7088 ngày 22 tháng 9 năm 2020 về hướng dẫn việc đầu tư. Các bác thấy nó chạy cứ qua 90 ha, để qua 90. Đó, nó qua 90. Đây là đài tiếng ED của đồng bào người ED ở đó, Đắk Lắk ha. Nó bị... Rồi, như vậy là các chức năng như đĩa CD, AUX kết nối điện thoại máy tính và phần radio AM FM hát tốt các bác ha. Phần băng cassette thì em không test nha. Cura chắc chắn là bị đứt rồi. Em bấm thì nó không quay gì hết nha. Phần băng cassette thì bỏ qua ha. Đó, nó ra vô bình thường. Em không test cassette ha. Cái này không tính cassette. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video clip của em. Xin chào các bác và hẹn gặp lại video sau.